là từ đó nghỉ luôn. Dạ, không có giăng. Cái người mà giăng lưới đó gần đây không ha chú mười? Cái người đó thì lạ, tại vì bữa nào cũng có giăng hết, nhưng mà sau bữa đó thì tới nay là không có giăng nữa. Dạ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay Bùi Hồ đang ở tỉnh An Giang và hiện nay thì cũng vào giữa tháng 6. Vào thời điểm này ở miền Tây thì nước lên rất là nhiều. Khi mà thời điểm này đó thì nước lên thì lượng cá linh đổ về các con sông Tiền cũng như là sông Hậu ở miền Tây thì rất là nhiều loại cá, đặc biệt là loài cá linh là một đặc sản không thể thiếu của miền Tây. Nhưng khi hôm nay Bùi Hồ đến đây thì cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bất ngờ khi mà gặp được một loài cá tự nhiên. Phải băng xem được cái loài cá phải băng qua nhà cô chủ nhà này để con chào bác. Dạ. Dạ. Cá này nó có lâu qua đây chưa hay bác ạ? Nó bữa mùng 1 Tết chú. Mùng 1 Tết nó nhỏ xíu vậy nè. Dạ. Mà ăn tới giờ là nó lớn rồi. Dạ, mình tự cho nó ăn. Lúc đầu số lượng cá nó nhiều không hay bác ha? Như một bầy cá nhỏ vậy đó. Dạ. Bầy nhỏ xíu vậy nè, nó lợi cho mình thấy đông quá cái thấy vậy nó đói á, thấy lấy thức ăn cho ăn. Dạ. Rồi cái nó bu ở đây hoài luôn. Hiện nay là số lượng cá của mình là khoảng bao nhiêu ngàn con ha? Chắc không biết gì bác ngàn. Bác ước lượng được. Tại vì thấy nó ăn dày hết rồi, ở dưới sông rồi mình đâu biết. Ngày thì bác cho nó ăn mấy cử? Như bình thường á là cho ăn ngày có hai cử à. Hai cử. Là nó ăn nhiều dữ lắm, còn mấy hôm rày cũng như hồi Tết giờ là người ta không có coi phải không? Người dạ. ta chưa biết. Dạ. Rồi chừng 10 ngày nay á là có một hai người coi có quay lên đó. Dạ. Quay lên cái người ta thấy người ta đi coi quá trời ngày 200-300 người vậy đó. Ồ. Rồi cho ăn một ngày 20-30 giác rồi cái nó ăn đâu có nổi nữa. Dạ. Vậy thì cái lượng thức ăn mỗi một ngày như thế, một buổi như thế là mình cũng như là bình thường là ăn một bao là một ngày à, một bao là 3 ngày. Dạ. Mà chừng một tuần nay là một ngày 2 bao. Ồ. Vậy thì ở nhà tại mình gì làm gì thu nhập để có tiền cho nó ăn đó, như thế? Tàu đó chú, tàu chạy đó. Tàu chở dịch đó. Dạ. Dạ, tàu chở dịch rồi cái về cái lấy tiền nó ăn cho nó ăn. Tại vì nó ở với mình hoài nó không chịu đi rồi nó đói nó cứ ụt hoài rồi sao mình không cho ăn được. Lúc mà nó lại đây thì cái nhà mình nó có cảm thấy niềm vui gì nhiều không? Vui chứ, từ hồi có cá tới giờ là vui lắm. Dạ. Dạ thì nếu như mà nó còn ở đây thì bác vẫn cho nó ăn như thế hay sao? Cho ăn hoài luôn. Ăn chừng nào nó không ăn nữa thôi. Mà đều cho nó ăn chứ mình không có ăn nó nha. Dạ. Thì cái việc mà cá ngoài tự nhiên thì dân ở đây người ta cũng làm nghề đánh bắt cá rất là nhiều. Việc mà những người xung quanh ở đây người ta có xâm hại cá đâu không? Có, người ta xiệt, người ta cào như mới lúc đầu nó chưa có khôn á. Dạ. Thì cũng dính lại rai, nhiều khi dạ. ta chài cũng dính. Dạ. Nhưng mà chừng từ 2 tháng nay là cào gì xiệt thì không có dính. Dạ. Là nó lớn với lại nó ở đây giết nó khôn rồi. Chú biết là lúc thậm chí nó quen dạ. nó quen cái tiếng tàu luôn ha. Nó đang ăn vậy đó mà tàu lớn đó nó chạy về nó lộn như nào mà nó cũng vẫn ở luôn, nó không và không đi luôn. Rồi khi mà người ta ấy vậy bắt la hay sao? Thì mình cũng phiên người ta nói thôi cô bác có xịt có cào thì xích ra chút vậy đó. Mà nhiều khi có nhiều người cũng đi mà nhiều người ta cũng cố tình ta cào mà đều không có dính. Bác có dự định là mình sẽ lập hàng rào để mình bảo vệ nó giống. Ủa? Như là một lão nông ở trên châu đốc dạ, hay không? Dạ bây giờ là tại vì mấy hôm rày mướn người ta đốt tre kìa. Mà nhưng mà mình chưa có thời gian nữa mà mình làm rào hai đầu lợi. Dạ. Rồi cũng như mình rào bớt nó cho ghe cào đồ nó đừng có lợi gần á. Dạ. Với xiệt đồ đó. Dạ. Cho đừng có bắt nó được. Dạ. Dạ. Thì trước đây nhà mình ăn tương hay là ăn mặn hay bác ha? Ăn mặn không ạ? Ăn mặn không ạ? Dạ. Mình gặp cá này mình có thèm không? Không. Dạ bác cho con hỏi ở dưới này mình là bao nhiêu loại cá bác? À, cũng như là mình cũng như nhìn là một thứ cá nhưng mà nhiều người ta biết á thì ta nói cũng như nhiều loại. Dạ. Cá ba sa, rồi cá dồ. Dạ. Rồi cá gì? Cá gì nè? Cá bông lau. Dạ. Thì hiện có cá chim. Dạ. Ô. Cá chim con cá lớn nhất mà bác từng gặp ở dưới này là bao nhiêu ký? Cỡ 3 ký. 3 ký. 3 ký, 4 ký. Dạ. Tại vì cái đợt cá 3-4 ký đó là hồi Tết ra là mình nuôi nhỏ phải không? Dạ. Rồi cái tới chừng 2 tháng cái bị người ta bắt một đợt. Ừ. Rồi cái cũng như cái những con nó còn sót lại á
thì bây giờ nó lớn 3-4 kg, còn mấy con nửa ký 1 kg thì chừng 2-3 tháng nay nó mới kéo là ở. Trước đây là mình có làm nghề đánh bắt cá để mình ăn không hay là mình không, chỉ mua chợ thôi? Không, từ đó giờ là không có làm nghề bắt cá. Dạ. Mua ăn không à. Và đây là lần đầu tiên mà cá nó vô cặp mé để nhà mình đến thời điểm bây giờ. Chứ trước giờ là nó vẫn không có. Không. Dạ. Hồi mùng 1 Tết đó. Khi mình thức ăn mình đồ ăn mình còn dư đó đó bác, thì mình có thường thảy xuống dưới đó để cho nó, lúc trước mình có thường không, bỏ đồ ăn xuống không, đó không? Đồ ăn là để trên nhà cho người ta xách cho heo ăn chứ. Dạ. Không có liền xuống. Ở dưới này là một bãi bồi hay là một vực thẳm? À, dưới cái này chỗ cạnh bồi chứ không có vực. Dạ. Bồi lắm. Nước nước nó sâu là khoảng bao nhiêu? Nhà đó là tới trong này nè, nhưng mà bây giờ là bồi ra đất tới ngoài đó rồi. Dạ. Chứ hồi đó là nước tới trong này nè. Dạ. Tới trong sàn là rồi mình cất nhà ra, nhưng mà giờ nó bồi ra tới ngoài luôn. Nhà mình cất đến nay là được bao nhiêu năm rồi không? Cỡ hai mấy năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên. Ừ. Bác tên gì nãy giờ con quên giới thiệu, năm nay bác bao nhiêu ha? Lê Tuyết Mai, 60 tuổi rồi. Thôi con cảm ơn bác. Dạ. Thì bây giờ hôm nay tụi con đến đây cũng cảm ơn bác đã trả lời phỏng vấn của tụi con. Tụi con đi xuống dưới tham quan mấy cá ha. Nhà cô Tuyết Mai có rất là nhiều loại cá, thì số người mà đi xuyên qua ngang qua nhà cô coi như là một điểm đến tham quan du lịch điển hình. Thì cô cũng đã đầu tư cho mình một cái cầu nè anh Nguyễn Nam. Cái cầu này là cái cầu sắt nha. Dạ. Cái cầu này thì mới phát sinh đây hay sao cô? À, vì có cá mà mình làm cái cầu này. Ở đây thì rất là nhiều người, cô bác với anh chị ở đây người ta ghe tàu ta... Vừa hồng trời là người ta tới mà ăn rồi. Bây giờ thì để có được những cái thước phim thì mình phải bay xuống đây Minh ha. Thì hiện nay mình thấy một con nó khoảng tầm 1 kg. Con này như con này nhiều luôn rồi kìa. Hả? Nó làm cái gì? Nó ăn từ đầu đó tới đầu sau này luôn vậy luôn. Tại sao già quá nhiều rồi. Nó no quá rồi. Thì tổng cộng thì đếm ở đây cũng chắc khoảng một cái đoạn này thì nó khoảng hơn 500 con rồi. Ờ tới đâu kìa, một đặt luôn kìa. Ờ con cá nó trắng đẹp quá. Ở đây cho tao quay cái nè. Nó biết con không bao giờ bắt nó. Nó dễ thương ghê không? Bây giờ mình đẩy cái cây này xuống dưới ta. Tụi nó cũng có linh tính đó. Linh lắm. Thì nó thường thường cặp theo hai cái ghe này thôi hay sao cô? Ghe đậu nhiều lắm, nó ghe nào cũng có chứ. Có cái lạ là cô là chủ tàu hả? Nhà. Đi lại coi chị em không? Có cái điều lạ ở đây á, là con thấy khi mà cá mà nó sống á thì nó sẽ lựa những cái chỗ mà yên tĩnh. Hello. Nó sẽ sống ở đó, nhưng mà ở đây có ghe chạy như thế này chân dập thì nó đạp ở dưới nhưng mà nó vẫn sống, nó vẫn tập trung ở đây. Nếu như mà cái ghe mà nó không đậu ở đây thì chắc có lẽ là cá nó sẽ nhiều hơn. Tại vì nó sẽ động á, động nước. Ở ngoài xa này thì nó vẫn có cá, nó giống như là một ao để mình nuôi ở bên ha. Không, cái này ụp nhiều hơn mấy ao mà mình nuôi ít cá nữa đó. À, khá là nhiều. Tại vì một là cái lượng nước nó cũng ở ngoài này cũng khá là sâu. Lượng nước cũng khá là sâu nhưng mà nó cá này nó lên rất là nhiều con.
mà cô theo cái cô chủ ở đây chia sẻ thì cá này rất là thông minh luôn nha. Lúc đầu á, thời gian đầu thì mọi cô người đánh bắt xin cô chủ một ít mà ít dụ miếng, mà sau này là mọi người đánh bắt là không bao giờ dính nữa. Có nghĩa là đúng. À hôm bữa em có nghe một cái chuyện là có người giăng một tay lưới gần đây và mất luôn tay lưới nè, để qua nhà hỏi cô hết. Ôi vậy hả? Con chào chú. Dạ. Thì em biết mời. Chú mời. Gọi chú mời đi. À, chú mời ơi, có một cái câu chuyện trước khi mà tụi con đến đây thì khi mà cái số lượng đàn cá đến đây rất là nhiều như thế thì nhiều người có ý định là đánh bắt để mà làm thịt hay là buôn bán. Thì trong đó có một cái trường hợp đó là một người đó đánh bắt cá và bằng lưới và mắc luôn cái tay lưới. Chuyện đó có không hay bắt chú mời? Bữa đó có, tại vì thấy anh em ta có bữa đằng dưới này. Dạ. Bữa ngang qua đây thì cũng cặp vô tàu mình nè. Dạ. Mà khi cuốn thì nẵng cuốn lại đây thì gần tới tàu thì nó vuột đầu lưới nó mất tiêu, vì ta này nói tay kia đó. Rồi cái ta mới lên điều dưới cuốn lên thì lại tới đây cũng mắc, thì mắc cái tay ngay chỗ cái đồng tàu mình. À. Rồi ta có lấy nèo ta gà, bữa đó cũng lâu nhưng mà không dính lại tay lưới. Trời. Rồi ông đó không có giăng tới bữa nay luôn. Là từ đó nghỉ luôn. Dạ. Không có giăng. Cái người mà giăng lưới đó gần đây không ha chú mời? Cái người đó thì lạ, tại vì bữa nào cũng có giăng hết. Nhưng mà sau bữa đó thì tới nay là không có giăng nữa. Dạ. Đây là cái bãi tàu để mà cho mà ghe tàu đậu ở đây lâu chưa ha chú mời? Dạ, tàu thì đậu từ hồi đó tới giờ. Dạ. Rồi khi mình ta mướn thì mình đi chở. Dạ. Chở cho người ta rồi về đậu. Cá nằm đó đó. Đó, đi. Có khi nào chú mười sẽ nghĩ là gần mình là sẽ kiếm một cái bãi khác để cho tàu đậu cho nơi này để cá sinh sống cho nó được ổn định hay không? Tại vì con thấy ở đây tàu rất là nhiều mà lượng chân dịch nó rất là lớn, có thể làm ảnh hưởng đến sức sống của con cá cũng như là về tính mạng của nó. Dạ, nói nào ngay hồi mà phát hiện nuôi thấy cưng lắm, cũng sợ cái chân dịch để chặt nó. Dạ. Rồi mấy đứa cháu nó kêu thôi lằn lằn qua để chạy để lỡ của chúng nó tội nghiệp. Đúng rồi, nhưng mà bến đổi thì mình không có bến vậy nè. Con cũng nghĩ vậy. Dạ. Thì bây giờ cưng lắm mình khi mấy đứa vô ra thôi lần lần từ từ ra con. Dạ. Dạ. Dạ, nó cũng là người ta nói khi mà cá hay là chim về đậu thì nó là những mang đến cái điều lành cho gia đình đó. Dạ. Thì con cũng cảm thấy như vậy. Lúc nãy gặp vợ của chú là thím 10 cũng dạ, rất là vui. Thì dạ, chú cho con tụi con mỗi đứa miếng thức ăn để cho dạ, tụi nó ăn quá. Đây đây mình nè. Đó, đây là anh Nguyễn Năm nè. Dạ. Dạ. Thì là nãy giờ quay có đoàn cá mình có lên đầy đủ hả? Dạ. Nãy có lên lúc đầu xuống lên, nhưng mà nghe cô nói là buổi sáng ăn nhiều lắm. Nhưng mà tại dạ, bây giờ sáng ăn no rồi, với lại hơi trưa đó, cá lên ít xíu chứ mọi. Nó ăn từ hồi giác hần đông tới giờ, nào nghe cô bác là tới thì mình không cho ăn thì tội nghiệp cô bác người ta từ ở xa đó. Dạ. Rồi thành ra mình cho ăn. Và, dạ. Nó ăn liên tục quá là nó không lên không bằng. Nó lên mạnh nhất là nó lên trên mặt nước và nó để lấy ngớp đó là mạnh nhất là khoảng thời điểm là bao mấy giờ? Giấc sáng sớm với chiều gần mặt trời gần lặn lên mạnh lắm. Dạ. Có cô thông báo là bây giờ tụi nó bắt đầu tập trung lại đây. Cái kẹt này nó nhỏ quá. Ê, lên đây cho quay một cái nữa đi nha. Chú quay cái không có bắt đâu nha. Ô có đằng đó thì nó lên tìm được. Dạ. Lúc đầu nó không, nhưng mà để xuống nước gì mới thấy nó ở dưới nó lội như thế nào. Giác đầu mà có cô thông báo là bây giờ tụi nó bắt đầu tập trung lại đây.
Và cô bác quý anh chị, thì sau một thời gian quan sát thì Bùi Hồ nhận thấy đây là một loài cá tự nhiên với số lượng cả hàng ngàn con, mà việc đánh bắt của chúng thì không phải là dễ. Mặc dù có những ngư dân chuyên làm nghề săn bắt cá, nhưng vì gặp một cái số vấn đề khi mà đánh bắt đến cái đàn cá này thì mất luôn cái tay lưới. Theo chia sẻ của chú Mười thì họ không làm nghề đánh bắt cá ở chỗ khu vực này nữa, và chú Mười đã không thấy họ luôn. Có một điều như thế này, thì người ta nói cá hay chim về đậu thì đó là một điều lành cho gia chủ. Thì Bùi Hồ cũng nhận thấy điều đó qua vẻ mặt vui vẻ của chú Mười, cũng như là lượng khách tham quan đến nhà chú Mười, lượng khách tham quan đàn cá đến nhà chú Mười đông hẳn hơn. Bùi Hồ cũng cảm thấy rất là bất ngờ vì cái điều này. Khi mà một đàn cá chuyên sống ở vùng nước tỉnh, nhưng số lượng tàu tập trung đông đúc như thế này, với cái chương dịch nó rất là lớn như ở bên kia, thì đàn cá này vẫn tập trung và sống ở đây. Đó là một cái câu chuyện lạ mà Bùi Hồ và các bạn trong nhóm YouTube muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết để chiêm ngưỡng về đàn cá này. Thì đến đây vào cái đợt này thì đàn cá đã được ăn no, nên cái số lượng cá nó tập trung không còn đông như bác Mười đã chia sẻ vào lúc sáng sớm và lúc buổi chiều tối.